Thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai, các đơn vị, các cấp chính quyền trên địa bàn quận đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bằng hành động cụ thể. Trong đó, việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Phường Thịnh Liệt thuộc quận Hoàng Mai không chỉ là khu vực cửa ngõ của thủ đô mà còn là khu vực có cơ quan đầu não của quận Chu Lắm. Chính vì vậy, xây dựng bộ mặt đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn phường cũng là làm đẹp diện mạo của quận trung tâm thành phố. Năm 2023 được xác định là năm trọng điểm của quận Hoàng Mai, là năm đón chào kỷ niệm 20 năm thành lập quận. Ngay từ năm đầu năm, chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch về năm an toàn giao thông cũng như là về kế hoạch về làm trật tự văn minh đô thị. Và cũng ngay từ đầu năm, chúng tôi cũng đã tổ chức ký cam kết tới 100% tất cả các hộ kinh doanh có kinh doanh sử dụng hè đường, hòng phố. Địa bàn phường nằm ở khu vực cửa ngõ thủ đô nên lượng phương tiện lưu thông rất lớn. Ban chỉ đạo 197 phường phải thường xuyên phân luồng, xử lý vi phạm giao thông để không xảy ra ùn tắc, đặc biệt là vào các giờ cao điểm. Về trật tự đô thị thì chúng tôi duy trì hàng ngày từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa là 1 ca, 12 giờ trưa cho đến 6 giờ tối là 1 ca, và từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm là 1 ca, và sau 12 giờ đêm là chúng tôi giải quyết hàng quán kinh doanh quá giờ quy định và phòng ngừa tội phạm. Thế thì song song với việc đó là chúng tôi còn giải quyết cái tệ nạn mại dâm ở trên đường Giải Phóng. Thế mỗi một ca chúng tôi chia ra là có 3 lực lượng, là gồm 3 đồng chí cảnh sát và 2 đồng chí tự quản. Khối lượng công việc nhiều, địa bàn rộng, thời gian làm việc bất kể ngày đêm là những khó khăn khó có thể nói hết đối với các chiến sĩ công an địa bàn. Bất kể thời tiết nắng hay mưa, sớm hay muộn, các thành viên 197 đều phải bám địa bàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông được lực lượng công an phường Thịnh Liệt thực hiện thường xuyên, liên tục tại 4 điểm ùn tắc chính là Giải Phóng, Trường Định, ngõ 42 Thịnh Liệt, sông Xét. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý xe khách, xe limousine, xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định tại đường Giải Phóng, khu vực đồng tàu. Ngoài ra thì thường xuyên tuần tra kiểm soát để xử lý các cái xe ô tô, xe khách, rồi xe limousine, xe hợp đồng dừng đỗ đón trả khách tại tuyến Giải Phóng cũng như là tuyến khu vực đồng tàu. Đấy, về trật tự đô thị thì hàng ngày chúng tôi vẫn giải quyết. Thế tuy nhiên thì chúng tôi thực hiện theo từng bước. Thứ nhất là tuyên truyền, nhắc nhở, phối hợp với cán bộ khu dân cư lồng ghép vào các cuộc họp để tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên thực hiện. Tuy nhiên là để chào mừng 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai thì chúng tôi cương quyết để thực hiện tốt hơn nữa. Khẳng định thành quả về an ninh trật tự của phường như hiện tại, bà Lê Thị Thanh Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Liệt, đánh giá cao hoạt động của Ban chỉ đạo 197 phường mà nòng cốt là các chiến sĩ công an phường. Và từ ngay từ đầu năm 2023 và cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã chia được làm 5 đợt ra quân để làm sao để làm cái 5 đợt ra quân cao điểm để chào mừng 20 năm thành lập quận. Và chúng tôi cũng xác định là làm cuốn chiếu, làm đâu gọn tuyến nào là chúng tôi làm gọn tuyến đấy. Và sau khi đã làm gọn xong thì chúng tôi bàn giao cho cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận và tổ dân phố để tiếp tục nhận bàn giao và tuyên truyền nhân dân trong việc thực hiện về công tác văn minh đô thị cũng như là trật tự an toàn giao thông. Chính sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính quyền đã góp phần xây dựng diện mạo phường Thịnh Liệt nói chung, quận Hoàng Mai nói riêng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Những con đường thông, hè thoáng, ngõ phố văn minh cùng cuộc sống ngày càng được cải thiện của người dân chính là những hình ảnh đẹp nhất, ấn tượng nhất chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận vào ngày 25 tháng 11 sắp tới.